cây mới độ nhượng tiếp. Xin chào quý vị và các bạn. Anh kia anh cứ nhòm ra đây, em có quay anh đâu. Em giới thiệu là địa chỉ đây là 35 phố Chợ Mễ, Văn Giang, Hưng Yên. Hôm nay mấy anh em chúng em vào nhà anh Kiên chơi. Em làm cuốn video ngắn ngắn này gửi tới cho quý vị và các bạn. Nhưng hôm nay không quay cây mà là em quay lan. Thấy anh em đúng rồi, chỗ này chỗ mát thì không để đi chỗ. Ai già, anh Kiên cũng có hệ thống lan. Đây xin giới thiệu với quý vị. Cũng đầu tư phải nói là Huynh ơi. Huynh nhìn cũng ác lắm. Nhìn cũng ác lắm. Đấy. Vâng. Không, thế là được rồi, đi thoải mái, kể cả có xe lửa. Em đang bảo là ui, vào trong này mát thế nhỉ? Như điều hòa ấy. Đây cái mầm mắt trâu này em ơi, anh tách ra này. Sao anh không ghi tên vào như này, sao anh còn nhớ đâu. Anh em thấy anh Dũng anh còn ghi tên cơ mà. Ghi kìa. Đâu? Dưới chân ghi kìa giống. À ừ đúng rồi. Thế ông Dũng còn ghi. Đây ông. Đây đây, bây giờ em nhìn rồi, đây chữ bút xóa đây. Giống anh Dũng nên gì nữa. Đây là mắt trâu à anh. Thế như thế nào thì bắt đầu tính là sen này anh Kiên à. Lên thì cây giống này thì người ta không tính sen à. Mà nó phải ít nhất nó phải đạt tầm khoảng độ 40-50 phân trở lên thì người ta thì như sen. Này mình vẫn gọi là kỳ à? Nó gọi là kỳ thì tính giống, thậm chí có thể nó đắt gấp đôi lần sen à. Đấy, tính ra từ sen ở một cái kỳ này có thể là đắt gấp đôi gấp ba lần. Ôi, chỗ này anh nhiều phết đấy nhỉ, chỗ này phải mấy trăm kỳ nhỉ. Cái này của anh ở dưới này chỉ có là cái tí mà 2.8 á. Bé tẹo nhẹ nhỉ. Ôi trong này mát thế. Cái bạch tuyết đấy của Yến Tình 2.5 tỷ này. Cái này ra hoa chưa anh Kiên? Bạch tuyết. Cái hoa trắng trắng mà hôm anh Dũng chụp đấy á. À. Rất nhiều loại. Đây mời anh xem làm. Thế này là toàn kỳ đúng không anh Kiên? Hát o kìa. Nhiều kỳ phết đây nhỉ. Nhiều nhỉ anh nhỉ. Thế em mới bảo là khoảng 200. Như kỳ này mới khoảng bao tiền đây? 200 giò. Hát o. Hôm qua cái chậu ở cái 4 cái này rồi. Cái chậu này anh bán hôm tối qua đây. Bán cả 4 rồi anh. Bán cả 4 cái cho cậu em ở trên ngay ngã tư Liên Nghĩa đây này. À. Để cho nó 4 cái 28 triệu một cái. Còn một cái này này. Hát o này. Đấy, cái này là cái chứa này. Giống gì thì phải hỏi anh Dũng mới biết được. Một trong những cây nó đẻ tiền khủng khiếp. 28 triệu một cái. Hiển Oanh vâng. Hiển Oanh. Em này nói câu chuyện cho anh nghe năm ngoái. À, thế là nó có gốc tích vậy anh? Vào thời điểm của tháng 10 là em mua được 11 cái kỳ HO nhưng mà nó xấu không được gì nào. Nó gầy. Nhưng nó chỉ cao như này thôi. Mà đến năm nay là cây kỷ lục nhất của em là em đạt 220 triệu. Mà năm ngoái em mua lúc bấy giờ có 15 triệu một cây. Như giá của năm nay thì nó cao hơn. Giá của năm nay như cái bộ cây đẹp này nó khoảng tầm 30 triệu đấy. Chuột quế. Đây cứ bảo Phú Thọ này. Phú Thọ ví dụ như cái kỳ Phú Thọ này nếu mà tính sen có 1 triệu một sen thôi thì cái kỳ này nó đã hơn 20 triệu. 1 triệu một sen thì đúng, chỗ này hơn 20 25 cm rồi còn gì nữa. Nên là nó cũng lợi nhuận kinh khủng chứ không phải đùa. Anh có thích khênh một cái cây to vật của anh mà thằng ấy nó đang giá 40 mấy triệu mới lại hai cái kỳ này không? Cái này nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình phải biết kết hợp. Bê cây 25 triệu có mệt hơn là bê bê cái giỏ lan này. Mấy cái kỳ của chú hôm đi uống rượu về đấy đúng không? Cây to đùng. Cây gọi là ám của Văn Giang ấy. Ám của Văn Giang, cây đấy là cây đột biến.
Bên đây dòng nó hơi lạ. Lúc lúc này ai nhìn thấy đâu rồi, 3 tỷ à? Vâng, 2 tỷ 8 đấy. Đồ quý mà này. Một mẹ một con mới lấy ra bé tí này là 3 tỷ. Một mẹ một con. Thế mà ông... Thế thôi, nhưng mà tập này sang năm là cũng thành một bụi nhỡ nhỡ rồi đấy. Bờ đờ là gì anh Dũng? Bảo Duy. Bảo Duy, à, 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 Bảo Duy, Bảo Duy. Ừ. Đúng, cái này phải đúng, 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 đúng. BD đấy. Mời các anh trên giàn. Vâng. Đây, quạt quạt lạnh này, 30 độ. Hệ thống không khí. Đấy, ông Thực thấy không? Anh lên lên anh Duy, à, anh Duyên lên xem nào. Tại ngắm mãi tí nữa chụp về xem. 2 tỷ 8 đấy anh ạ. Trên này có giò nào ra hoa không anh Kiên ơi? Có, nhưng mà cái hoa tầm thân lá. À. À đây, mấy giò ra hoa. Giàn mát như trong nhà lạnh. Đây này thoáng chỗ nào đấy nó bị nắng tỏi ở góc lỗ nào. Này cho ông Duyên mục sở thị đi thăm lan đấy nhá. Vâng, em nhìn thấy rồi. Đây đấy là cây cửu long. Đây nó là gì anh? Đằng góc kia có một cây long, cửu long địch quả. Này vị sếp Dũng mới chỉ cho cây nào quý, cây nào đẹp chứ không làm sao mà biết được. Nhìn nhìn em nhìn cây nào cũng như cây nào, chả biết cây nào. Chả biết cây nào là cây đẹp, cây nào là cây quý. Hệ thống dàn toàn làm bằng tim nước. Đây cái bắt châu cây ấy thế này em. Nó đang sinh thai rồi. Mắt châu đấy à anh? Đây là bạch tuyết à anh Dũng? Bạch tuyết. Mắt châu. Mắt châu này bây giờ thì bao tiền đây? Cái tí rồi nhỉ? Đây anh đang nói là nó có sự liên quan là còn một cái mắt trên thân này của anh Bắc này. Tại tách được ra nữa hả anh Kiên? Ơi. Cái key này còn tách được ra nữa. Hay cứ để anh làm key sau là chia sẻ key sau. Một là chú lấy cái mẫu gốc kia. Dễ hơn. Bầm gốc kia nặng quá. Nặng vô quá. Vấn đề nó nặng quá. Em bê một tay cũng được. Hai ngón em thì mà nặng. Dạ dạ thôi không bà. O2 là gì nhỉ? Đâu ạ? Đây ghi O2 nè. Sùng 2. À anh ghi là giò 2. Số giò anh. Giò 2. Sùng 2. Số thứ tự. Giò sùng 2. Em đấy anh thấy em chưa trên lan đâu nhỉ, em đoán rồi. Ông không chơi lan thì ông gần người chơi lan thì ông vẫn biết. Có đồ quý hiếm nào ông biết hết rồi thì ngắm, nhưng mà kìa vẫn tiếc cái gì đấy. Phải biết cân đối nó cơ thì mình mới bán được, mà người mua người ta mới hiểu được. Thật ra là đấy, cái này thì cân đối thì nó cũng dễ rồi. Thì mình đây là anh không nói sai gì nhá. Anh không nói sai gì này. Anh đổi cho anh đổi cho anh Phúc Chim. Cái cục này này. Cái kia tách ra là của nhóm mấy anh em thì không nói. Nhưng cái cục này là anh đổi cho anh Phúc Chim là lấy một phi bỏ phi. Và anh phải cắt cho anh Phúc Chim 200 triệu nữa. Cái cục này, này đổi cái tức là đổi một mắt này của cho anh Phúc, năm nay cũng được mà sang năm giả anh cũng được, miễn là phải làm giả khi anh ý. Ừ, đấy cho nên nó cũng lớn tiền đấy chứ không phải là không phải nhỏ đâu, mà phải cắt cho ông 200 triệu rồi đấy, mà lại phải trả lại ông ấy một cái khi cho ông Bắc. Không, thế là anh cứ cân đối thôi. Còn, anh em nếu được thì để giao lưu, còn không thì nói cũng là vẫn là vui vẻ thôi anh. Vâng. Đổi. Sao anh lại bẻ gãy này? Anh cố tình để cho nó dồn bớt. Dần dần anh tách ra được.
chỗ này sau anh tách ra một kia dồn vẫn được xuống cái mầm gốc, cái mầm cho gốc đỡ mấy, gầy á. Mấy hôm đầu ấy, mấy mầm gốc nó mãi nó không lên, nó gầy quá. Sau chỗ này có tách ra xong trồng được không anh? Có nhỉ? Có, mình cắt lên vết luôn đây. Đây là hậu của anh đây nhỉ? Đấy, cái hậu đấy. Tính trị giá cái này là vào gì? Anh tính trị giá là vào hơn 700, hoặc 760. Quá đắt đấy. 760 triệu chứ không phải 760 nghìn đúng không anh? Hiện tại là chú được 2 kg. 2 kg. Sau này chỗ này nó có lên nữa ông anh kia này. Chỗ này thì khả năng khó may được cái trên đâu. Em toàn gọi là để trao đổi mặt hoa chứ. À. Chủ yếu là để trao đổi với nhau, đổi ví dụ mặt hoa ấy đợt vừa rồi em đổi mấy cây châu rồi lấy 2 cây bạch trà. Anh Phúc ơi, em chia sẻ với anh một tí nhá. Đây là một cái HO. Đấy, lúc em mua. Tôi bảo HO đấy. Lúc em mua nhá. Ông thực tỉnh phết nhỉ. 6, 8, 9 với lại hai cái mầm này hình như là hôm ấy em nhập là khoảng tầm 1m1 hay 1m2 gì đó. Em mua của thằng Hai Beo, vườn Nam Hai Beo đấy. Hôm đấy là em với bọn Yến Tình vào trong ý là chỉ có một mình em dám giao lưu. Bởi vì cây HO này là một trong những cây em mua đầu tiên giá 4 triệu. Chưa có một ai dám mua giá 4 triệu lúc bấy giờ. Chỉ 3 triệu rưỡi là kịp. Nhưng mà nó không bán. Rất nhiều anh em hỏi thì nó không bán đâu ạ. Cái quan trọng là cái giá của em đặt ra nó cao, cho nên là các bác không, giờ này các bác là nói đến cái giá của em mà không mua, cho nên là em không dám bán, em sẽ không bán nữa, em giữ lại. Thế mình bảo là thế thôi, anh chỉ nói một câu này là giá cả anh không đặt vấn đề, hôm nay em cứ nhận lời để cho anh một cây, anh sẽ chọn, bởi vì trong vườn của nó có khoảng 200 cây như vậy. Thế này em ra em chọn cái cây này, vì em chọn, lý do em chọn cây này là nó có hai cái thân rất là mẫm, ngắn nốt. Trong khi đó là hai cái mầm gốc này thì lúc ý nó mới được 20 cm đến mười mấy cm một mầm thôi. Và hai cái mầm này ý, là nó mới nhú nhú lên được khoảng độ một đốt ngón tay. Thì mình rất lợi thế sau này khi về nhà mình. Hai cái mầm này là không bị tính tiền. Và về đến bây giờ nó cứ lớn lên được bao nhiêu là mình ăn tiền bấy nhiêu. Ông lại thế từ hôm em mua đến bây giờ nó phải được tầm 30 cm. Và em về em làm được ra một dàn kia nhìn thì đã mà 48 kg. Đây à, em cứ cho là em bán vừa mầm bán vừa tặng anh em là cứ tầm khoảng 15 triệu một ký. 5 nhân với 448 gọi cho 50 nhân với lại 15. Nhân cho em bằng bao tiền? Thế còn cứ nhẹ nhàng thế thôi đúng không? Lúc mua là cộng bao tiền? Còn có những ký nếu như mà mình lại tham vọng như nữa. Bây giờ cái giò này bao tiền này? Như lúc cái mình mua là cả giò đầu này tư vào. Đang định để cho anh em thân thôi nhá, cũng là từ ngành cây cảnh mới chớm vào là 800. Đếm ki ra tại vì sau này tách ra nhỉ, mua về nó tách. Nhưng ra. Mà nếu mà để ai dám rơi cái giò này và giữ lại cho em một năm sau thì cây này lại lên tới 4-5 tỷ như không. Thế thì cái người mà có mấy chê, nó cứ lên có 200 nó cứ lên nó lại ra nhỉ, lắm tiền lắm, khủng lắm anh ạ. Thế nhỉ, không những 200 giò này lúc, mà nó lúc còn ý, hàng nhiều trăm giò. Lúc Kiên vào cái này nó bao nhiêu tiền? Lâu chưa anh Kiên? Cái này lúc ý mình tính thì thế là nó vào tầm khoảng độ lúc ý là 600 hay là 580. Gọi cho 580 đi, mà nó bao thời gian rồi? Được khoảng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi lúc bây giờ 180 580 580 là gấp mấy lần? Bây giờ được mấy tháng rồi? 2 tháng này. Hơn 2 tháng cứ gọi cho anh. Thế nhưng bây giờ chưa ăn đâu. Cây này phải để sang năm nó mới là cây kia. Bởi vì đây, nó đây là các cây của nó mãi. Từng cây như này. Thế nhỉ, thế này mới biết được. Nhân ra đi anh đúng không? Đây nhá. Nhân là một trong những cây mà năm ngoái em mua cũng theo kiểu kia như thế. Nhưng cây này còn là cây nhỏ, bởi vì là em năm ngoái em mua 11 cây. Mà cây cao thủ nhất là em bán 220. Còn cây này giai đoạn trước cái nào nó giải 180 là nó còn 4 chi trên thân này em tách ra rồi. Và một mầm gốc nữa, rồi em tách cả mầm gốc này ra nữa. Là nó giải 180 không bán. Thì cái kia kìa sang năm nó đều như thế này hết. Cây này 2 tháng em nữa em không cần tính 200 nhỉ? Mà em chỉ cần tính sang năm nó chỉ cần đạt nuôi chuẩn như này, chỉ cần đạt 100 triệu một trọng là thôi. Thì 48 kia nó là 40 4 tỷ 8
4.8 tỷ mỗi ki 100. Nào, câu chuyện rất là thật luôn. Mà đấy là chỉ tính bằng một giá trị bằng một nửa của năm nay thôi. Còn nếu mà nó còn 1/3 của năm nay thì nó cũng là trên 3 tỷ. Thế thì anh có làm hay không? Cái giò này bây giờ là... Giò cây nhỏ này á, cây này thì em tách ra mất mấy ki rồi. Cái tính giò này đi. Nó còn có mỗi ki trên thân và còn hai cái mắt đang nhú này. Đấy. Nhưng mà cái tiềm năng thì tiềm năng cho sang năm. Tức là ba cái mầm gốc này là tiềm năng. Ba cái mầm gốc này anh hình dung sang năm nó sẽ là ba cái thân nhâu nhâu như kia. Tức là tầm này của sang năm là nó sẽ là ba cái thân như thế kia. Đấy, cứ dài ra tiền luôn. Thế cho nên là đấy mình khi tại sao phải cố tình kéo anh em để anh em hiểu được cái vấn đề. Còn anh em đầu tư hay không quan tâm. Vấn đề hiểu để chơi đã. Phải bảo cho anh em biết. Còn lực của anh em đầu tư như thế nào cũng phải biết anh em. Ví dụ em nói đơn giản đây. Cây này nhá. Cây này là một cây Minh Châu. Ngày 16 tháng 11 nhá, là em khánh thành cái dàn cây. Em mua là 95 triệu của Dũng Trang.